Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8. Mấy hôm vừa rồi em bận quá về lá kẻ lá kiếp, thì hôm nay em nhiều anh em cứ hỏi HO ấy, thì hôm nay em lên tiếp một phiên nữa nhá. Thì nó có khoảng tầm độ 11 ki thôi. Thì bác nào sưu tầm được các bác nhanh tay liên hệ với em. Đầu tiên em đi vào số đây này. 5 cái chậu này cả nhá. 1 này, 2 3 4 5. 50 chậu nó đồng giá với nhau là 4.600k cho một con từ 1 đến 5. Em gọi ví dụ đây là con số 1 đi. Đấy, con số 1 này. Đấy, lá khá là cong và ngọn đang mở vươn lên rất là đẹp. Rễ thì tương đối là ổn nhá cả nhà nhá. Chậu số 1. Đây chậu số 2, nói chung nó cứ sàn sàn với nhau vậy ạ. Vì em đo qua rồi, nó toàn tầm khoảng tầm độ gần 5 cm với lại 5 cm rưỡi cả nhà nhá. Đấy, nói chung là bác nào chọn trước thì các bác được con nó nhỉnh nhỉnh hơn, nói chung nó xem xem nhau. Hai này, con số 3 này kỳ rất là đẹp cả nhà nhé. Số 4 này, nói chung là toàn kỳ cắt khúc luôn. Con số 5 này, toàn kỳ cắt khúc hết cả nhá. Từ 1 đến 5 em bán đồng giá là 4.600k cho một con. Đó nhá. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 này nó nhỉnh hơn một tí, con này 5.000k. Nó nhỉnh hơn một tí và ngọn đang mở to hơn, dễ đẹp. Đấy, là con số 6 là 5.000k. Con này nó phải tầm độ hơn 5 cm các bác nhá, hơn 5 cm. Con số 7 cũng 5.000k. Con này gốc khá là to, dễ thì khỏe. Ngọn mở rất là to. Con số 7 nhá, 5.000. Tiếp theo là ba con này, là em gọi là số 8, số 9 và số 10 đi. Đấy, thì nó dài hơn bọn kia khoảng tầm độ 1 cm gì đó. Thì con này là 5.800. 5.800 nhá. Ba con này đồng giá 8, 9, 10. Đấy, con này thì là cắt khúc, bên trên này vẫn còn cái mắt ngủ. Số 9 này, con số 9 ngọn mở rất là to thì dễ, nó là dễ chặt chậu rồi. Con số 10, con số 10 cũng vậy, con số 10 nó dễ khỏe, dễ rất khỏe này nhá. Thì những bác nào đây, ba con này là 8, 9, 10 em bán đồng giá là 5.800 một con. Còn cuối cùng con số 11, con số 11 này trồng chỗ đất, con này 4.200k. 4.200k, con này bé hơn nhưng dễ, rất là khỏe cả nhà nhé. Nó bé hơn cái bọn 4.600 một tí. Đấy, thì những bác nào mà chốt thì ở khu phía Nam, phía Nam là 1 và miền Tây là 2, thì là em vào chỗ Đồng Nai thì là em sẽ cho gửi lại nhé cả nhà nhé, gửi lại cây. Đến lúc nào dịch ổn định thì các bác lấy về. Còn là những bác ở phía Bắc, các bác muốn lấy hàng về luôn cũng được. Còn nếu không thì gửi lại em chăm cho. Đấy, một thời gian thì mát mát thì các bác lấy về nhé. Đấy, các bác nhanh tay gọi điện cho em. Lô HO này rất là vừa miếng nhé, dễ khỏe, đẹp, ngọn mở rất là đẹp. Rồi, ok, em xin cảm ơn cả nhà nhé. Anh chị em nào sưu tầm liên hệ với em 0903 208 533, số điện thoại của em ạ. Em xin cảm ơn.